Xin chào các bạn. Cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là dùng cái tool Hardware Reader để mình tìm cái thông tin Bluetooth, Wi-Fi cũng như Siri, email để đối với các cái máy mà đã đóng lại ổ cứng, tìm lại cái thông tin ổ cứng cũ để mình ghi lại ha. Đây, cái video trước mình đã có hướng dẫn rồi. Và cái tool đó là tool DK3MV0.1. We can't manage work like this. That's why I use monday.com. My team uses it to manage. Đầu tiên có thể gặp phải đó là cái ứng dụng này nó quá hạn. Cái mục này. Đây mình sẽ có cái thông tin 10.2 ha. Nhưng mà bây giờ mình nói có nhiều bạn còn thắc mắc và chưa có làm được. Mình đã có hướng dẫn chi tiết bạn hình ảnh trong đó rồi. Nhưng mà nhiều bạn vẫn là chưa có làm được và hỏi rất là nhiều câu, nên mình đã update cái tool V0.2 để các bạn thực hiện ha. Cái tool mình sẽ update trên cái group và hỗ trợ sim ghép và cộng đồng mobile này ha. Và cái trên cái trang cá nhân của mình, trang cá nhân Nguyễn Hữu Công này đó, mình sẽ update trên này. Cái V0.2 nó sẽ có những cái tiện ích gì? Bây giờ thì mời các bạn coi. Đầu tiên để mình thực hiện thì mình sẽ tiến hành generate máy trước này. Generate máy ha. Máy này là máy đã đóng ổ cứng lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành generate trước này. Trong quá trình generate thì mình sẽ cho các bạn coi lại cái hướng dẫn ở cái V0.1 ha. V0.1 mình đã hướng dẫn, mình viết trong đây đầy đủ hết rồi nè. Trong cái file note này nè, đủ hết rồi, từ A tới Z rồi. Nhưng mà vẫn có nhiều các bạn chưa biết và không biết là có đọc hay không. Nhưng mà khi nhìn vô làm cái tool thì vẫn còn hỏi nhiều cái thông số. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành generate để mình làm trên cái tool mới cho các bạn coi ha. Các bạn lưu ý là cái tool 0.1 này mình đã chặn rồi. Nói chung là nó quá hạn này ha. Bao quá hạn. Thì fix lỗi này các bạn fix lỗi bằng cách sau. Cái này mình không phải cài đặt theo dạng là daemon hoặc là year đâu ha. Mình sẽ chỉnh lại này. Mình sẽ chỉnh lại là monday và year. Đây mình bấm ok và mình sẽ set lại daytime ha. Daytime. Các bạn lưu ý là chỉnh đây, mình bắt lại, mình bấm vô đây tham format tiền này ha. Rồi các bạn sẽ chọn cái định dạng là US, United States, recommend này. Bạn sẽ chọn trên data format ha. Lưu ý các bạn sẽ bấm vào cái mục sort day này nè. Các bạn chọn là Monday year. Ví dụ ở đây là các bạn mùng 5 tháng 4. Mùng 5 tháng 4 thì mình sẽ chọn lại là hình tháng 4 mùng 5 nè. Đây các bạn lưu ý đây ha, đây là size này. Bây giờ mình sẽ chọn lại nè, mình sẽ chọn lại bây giờ là đây là mùng 4 tháng 3 à. Mình sẽ ok ha, nhớ là định dạng là đây, định dạng là minh nè, đây và year đó. Rồi sau khi tiến hành generate xong thì mình sẽ tiến hành mở cái tool 0.2 này ha. Đây 0.2 này, các bạn lưu ý vơ 0.2 các bạn sẽ tiến hành cắm cái thiết bị vô cái máy tính. Các bạn bật vơ 0.2 đây, Hardware Reader 0.2 này. Cái này là cái các bạn không phải là lỗi ha, các bạn cứ bấm ok. Mình sẽ xóa cái data này trước này. Đây là cái giao diện của vơ 0.2 này. Đấy, trên đây mình đã để cái thông tin email với lại cái UUD rồi. Tí chút xíu công dụng nó làm gì thì các bạn sẽ biết ha. Mình sẽ cắm cho nè. Lưu ý là cái tool của mình đây là tool thủ công, nên mình sẽ hỗ trợ được các cái thiết bị từ cái thiết bị iPhone 6 tới iPhone X luôn. Để hiển thị thông tin thì các bạn sẽ bấm tin cậy hoặc các bạn bật icon lên. Đó, đây. Trên này sẽ có thông tin email này ha. Email máy. Cái UUID này để làm gì thì các bạn sẽ tí mình sẽ chỉ các bạn. Đó. Và các bạn sẽ tiến hành bấm read file này. Bạn generate xong bấm read file.
thì bấm Read File nè. Đó, xong ha, chỉ vài giây xong. Ở đây sẽ báo success và yêu cầu mở cái đường dẫn theo data UUID của máy. Mình bấm OK nè. Các bạn lưu ý là cái UUID của máy này là 8 nè, thấy không? UUID này. Vô một data này. Đây mình sẽ kiếm tới một cái desktop này ha. Hardware Reader đâu. Đây, 0.2 desktop này. Có một data này. 23 này ha. Đây các bạn thấy không? Cái mục đích của mình để cái mã UUID để các bạn thấy cái thư mục ở mình nằm trong một data trên một desktop, mình bấm vô đây. Lưu ý là iPhone X hoặc là 7 Plus để lên thì các bạn có thể, hoặc là mấy cái iPhone 7 trở lên các bạn sẽ kiểm phục BBPC nè, BBPC. Đó. Lúc này thì trên cái màn hình nó sẽ hiển thị ra cái hướng dẫn để tìm kiếm luôn. Đó, nhiều anh em không biết thì bây giờ mình sẽ cho mở tự động, mình xóa này ha. Đây BBPC và các bạn sẽ bấm Ctrl F ha. Ctrl F. Đó. Hiện ra thư mục tìm kiếm mà các bạn sẽ gõ là SRNM. À, mình Enter nè. Enter. Mình kéo xuống ha. Đây, thấy chưa? Đây. Thông tin đã có ở đây rồi. SRNM là cái gì? Là serial number. Email đây ha. Email. À, BMAC, cái thông tin BMAC nè. À, đâu rồi? Cái này là cái thông tin của WMAC nè, BMAC nè. Đó là thông tin có đầy đủ trên đây hết ha. Thông tin MAC nè, BMAC nè, email MAC gì đầy đủ trên đây hết. Đó, Bluetooth, WMAC và Wi-Fi. Là mình đang hướng dẫn các bạn kiếm trên cái iPhone X ha. Nhớ là cái hình này sẽ hiện ra luôn. À, để các bạn sẽ tìm kiếm, các bạn sẽ bấm Ctrl F và các bạn Ctrl F nè, SRNM. Hoặc là BMAC gì chẳng hạn. Hoặc là mình sẽ kiếm BMAC đi. Đây ví dụ mình sẽ kiếm BMAC chẳng hạn. BMAC này, mình Enter ha. Đó, bạn kéo xuống đây là BMAC. Nó nằm nguyên một cụm bên đây. BMAC Serial Number. Ok ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành. Mình sẽ làm trên cái thiết bị iPhone 6 ha. Đây iPhone 6 này. Đây là iPhone X này ha. Đây là iPhone 6. iPhone 6 nè. Cái này mình đã gieo rách trước rồi cho nó bỏ mất thời gian nè. iPhone 6 nè. Đây các bạn sẽ thấy cái thông tin nó sẽ hiện khá rồi ha. Bây giờ mình sẽ bấm read file, hoặc là mình sẽ bấm tắt bấm lại cũng được. Bấm read file nè. Đó, bấm read OK. Và mình sẽ tiến hành mở theo cái đường dẫn này. UUID nè. UUID ha, một data của nó. Đó, file 41F này chưa? Thấy chưa? 41F nè. Đó. Các bạn vô đây. Và các bạn sẽ tiến hành mở cái file là BBPV. Nhớ lưu ý là các mấy cái iPhone 6 Plus hoặc là 6 thì các bạn sẽ mở file BBPV nha. Còn 6S, ví dụ các bạn mở file BBTC mà không có thì các bạn mở BBPV. Đó. Đây, thấy chưa? Nè. Cái này thì mình đã tìm kiếm, mình bỏ qua cái này. Đây BBPV này ha. Để ý nãy bên đây mình sẽ kéo qua bên đây. Đó. Các bạn sẽ thấy nó nằm ở đây luôn nè. Thấy chưa? Đợi xí em. Đó, cái thông tin BMAC, thông tin Bluetooth rồi là series thì mình sẽ convert từ email ha. Thông tin Wi-Fi này, Bluetooth. Rồi đây là cái hướng dẫn thực hiện trên cái thông tin reader của Word 0.2. Bạn nào xem thì bấm vô YouTube nè, hoặc là Facebook cá nhân của mình để download cái tool này xuống ha. Đây.